sắc được thành lập vào năm 2004 với định hướng sáng tạo ra các sản phẩm tự nhiên và an toàn, mang đến món quà chân quý cho sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống một cách toàn diện. Với đội ngũ chuyên gia chăm sóc sức khỏe hàng đầu, Ozark đã trở thành doanh nghiệp dược phẩm lớn nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ và là một trong những nhà tiên phong hàng đầu trong lĩnh vực dược phẩm. Trong gần 20 năm qua, Ozark đã liên tục nghiên cứu, đổi mới và phát triển nhiều dòng sản phẩm với các thành phần tự nhiên, giúp nâng cao sức khỏe con người một cách toàn diện. Hệ thống nhà máy Nuvita của Ozark là một trong những bộ phận quan trọng giúp sản xuất ra hàng trăm loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe mỗi năm. Trung tâm nghiên cứu sinh học Nuvita của Ozark đã được Bộ Công nghiệp và Công nghệ phê duyệt phát triển các sản phẩm sáng tạo dẫn đầu ngành, với cơ sở hạ tầng công nghệ sinh học công nghệ cao đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Cùng đó là nhà máy với diện tích 13.500 m², có thể sản xuất các sản phẩm tự nhiên đa dạng bào chế như viên nén bao phim, viên sủi, viên năng cứng, viên năng mềm, dạng lỏng, siro, dạng xịt và dạng nhỏ giọt. Với sự kiểm soát chặt chẽ trong quy trình sản xuất, kết hợp dây chuyền sản xuất hiện đại cùng nguồn nguyên liệu cao cấp và tinh khiết, các sản phẩm do Ozark sản xuất luôn đảm bảo độ an toàn và chất lượng, phù hợp với các tiêu chuẩn khắt khe nhất trên thế giới. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Ozark đã và đang trở thành cầu nối từ khoa học đến cuộc sống thông qua việc mang đến hơn 300 sản phẩm tới hơn 35 quốc gia trên thế giới, tạo lập nền tảng sức khỏe vững bền mới.